Thưa quý vị, dù đến từ các địa phương khác nhau, môi trường sống khác nhau, nhưng sau khi bước chân vào môi trường quân ngũ, được rèn luyện, học tập, các chiến sĩ trẻ đều có thể lực tốt, cảm thấy tự tin và trưởng thành hơn, ghi nhận tại Lữ đoàn Pháo binh 96, đóng chân tại huyện Long Thành. Năm 2023, Lữ đoàn Pháo binh 96 tiếp nhận 150 chiến sĩ mới từ 4 huyện của 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Sau hơn một tháng huấn luyện, các chiến sĩ trẻ đã nhanh chóng hòa nhập, trưởng thành hơn về mọi mặt, từ nhận thức đến hành động, có tác phong, bản lĩnh để vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau một tháng rèn luyện học tập bởi cán bộ trong tiểu đoàn và đại đội, thì em thấy bản thân mình dần thích nghi và không bị bỡ ngỡ như lúc đầu mới vô. Sau hơn một tháng huấn luyện, em cảm thấy mình tự tin hơn, dần quen với môi trường quân đội. Em sẽ cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, trở thành người chiến sĩ pháo binh ưu tú. Để đảm bảo quân số cũng như có kết quả cao trong huấn luyện, Lữ đoàn đã thực hiện tốt công tác đón nhận chiến sĩ mới. Ngay từ những ngày đầu khi vào nhập ngũ, cán bộ chỉ huy đã động viên, kịp thời giúp đỡ những chiến sĩ mới để nhanh chóng hòa nhập cùng với đơn vị và xem đơn vị là nhà và chiến sĩ là anh em. Sau hơn một tháng huấn luyện, kết quả các nội dung đều đạt yêu cầu. Đặc biệt với nội dung tập bắn súng, huyện Tân Phú có 29 chiến sĩ đạt loại giỏi. Chiến sĩ mới năm nay là các ông chí vào là mới đầu thì cái sức khỏe của anh em nó cũng chưa bảo đảm. Cho nên cái tham gia các hoạt động thì từng bước chúng tôi huấn luyện từ dễ đến khó, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp để tổ chức cái huấn luyện. Năm 2023 này, huyện Tân Phú có hơn 260 thanh niên lên đường nhập ngũ và hiện đang được huấn luyện tại các đơn vị. Với những kỹ năng, bản lĩnh cũng như nhận thức được nâng lên sau thời gian rèn luyện trong môi trường quân ngũ, đây sẽ là hành trang giúp các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất cứ nhiệm vụ nào được giao, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.